Khoai, cháu nghỉ hè về thăm ông bà đấy à cháu? Bác ơi, vườn nhà ông bà cháu trồng nhiều trái cây lắm bác ạ. Lần nào cháu ở thành phố về, ông bà cháu cũng cho rất là nhiều trái cây để lên thành phố ăn. Ngon lắm bác ạ. Ừ, ông bà cháu chịu khó làm lụng, luôn luôn lo cho con cho cháu mà không hề nghĩ đến bản thân mình cháu. Vâng, cháu biết rồi, cháu luôn mang ơn ông bà nhiều lắm bác ạ. Ăn quả phải nhớ người trồng cây cháu ạ. Cháu được thành đạt như ngày hôm nay là nhờ vào công lao của ông bà đấy. Đừng có bao giờ để làm ông bà buồn nha cháu.